Chuyện là như vậy đó anh. Em đã tìm gặp được con mình. Đã gặp được thằng Chẩm rồi. Thiệt hả em? Vậy bây giờ thằng Chẩm nó đang ở đâu? Hai vợ chồng mình đi đón nó về được không? Em sợ là mình không nên tới chỗ nó bây giờ đâu anh. Hiện giờ trong lòng của con toàn là trách móc và hận thù. Em nghĩ nó cần phải có thời gian rồi mới gặp gia đình của mình chính thức được. Em cũng đang cố gắng khuyên nhủ con. Trách móc thì anh hiểu, nhưng còn hận thù, sao lại là hận thù hả em? Thằng Chậm nó nghĩ anh Ba Thành bị chết oan, nên là nó nhất định phải tìm cho ra hung thủ đã sát hại cha nó. Nhà Giang Duy Long đó chính là thằng Chậm, con của chị Hai và thằng Ba Thành đó anh. Mày nói cái gì? Tuyệt đối không nói chuyện này cho chị Hai mày biết nghe chưa? Như vậy là cụ đã biết thằng nhà Văn là thằng Chẩm rồi, nhưng nhất định không cho mình biết, còn đi tìm cái ba toan phụ nó nữa. Rõ ràng cổ đã bị thằng nhóc nó khống chế. Được rồi, mày thích gì thì tao chiều mày thôi Duy Long. Mà võ quýt dày thì có móng tay nhọn, tao sẽ cùng mày đóng tròn vở kịch mà mày dựng lên. Em à, tội nghiệp con đó quá em ha. Nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, làm sao mà tìm được. Thật tình anh cũng mong tới ngày nó nhận lại gia đình mình. Anh nôn gặp con quá. Không biết bây giờ thằng Chẩm ngày xưa nó lớn lên, nó có đẹp trai, có sáng láng giống như là chú Ba Thành ngày xưa không? Em nghĩ là anh đừng có nôn nóng quá, cứ để từ từ cho con có thời gian. Vậy còn vụ chú Ba Thành, nó có nghi ngờ ai không? Nếu có thì anh có thể giúp nó điều tra ra chân tướng. Có. Người nó nghi ngờ chính là anh. Là anh. Em xin lỗi. Em cũng đã cố gắng khuyên nhủ nó, nhưng em cũng không hiểu sao nó cứ khăng khăng anh là người đã sát hại anh Ba Thành. Em đã nói nó rất nhiều nhưng mà nó vẫn không chịu hiểu. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Hơn 30 năm rồi em mới gặp lại con, nên em cũng không muốn vì chuyện này mà không thể hàn gắn được tình cảm của hai mẹ con em. Em không muốn rời xa con em. Nhưng em sẽ cố gắng khuyên nhủ nó. Em sẽ nói nó tin anh. Vậy bây giờ thằng Chậm nó muốn gì? Nó muốn em tìm cây ba toan, vật gia bảo của gia đình anh. Cây ba toan?
Nó đã mất từ lâu rồi. Anh cũng không biết nữa. Anh cũng rất thắc mắc và cố gắng tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà chưa được em à. Hải à, em có tin ở anh không? Nếu như em không tin anh thì anh có thể lục tung ngôi nhà này lên để cho em tìm. Không cần đâu, anh đừng làm như vậy. Em tin anh mà. Còn chuyện của thằng Chẩm, em sẽ kiếm cách để nói chuyện với con. Em xin lỗi anh. Bà không những không tìm được cái ba Toan mà bà còn báo với ông ta là bà tìm được tôi à? Chậm à, má bị buộc vào tình thế phải nói như vậy, nhưng má chỉ nói chế dưỡng của con là đã tìm ra thằng Chậm chứ không phải là nhà văn Duy Long, nên dưỡng con cũng không biết đâu. Má đã chịu theo ý con để tìm cây ba Toan, nhưng mà như con nói đó, cây ba Toan là vật gia bảo của gia đình, thì nếu như mà cây ba Toan ở trong nhà cũng là điều bình thường mà con. Với lại dượng con có nói cây ba Toan đó đã biến mất hơn 30 năm rồi, không tìm ra được nữa. Bây giờ tôi không biết bà đang diễn kịch hay bà nói thiệt luôn. Chính ông ta là hung thủ, cho nên ông ta diện cớ làm mất và giấu nó đi. Nếu như bây giờ tôi tìm được cây ba Toan trong tay của ông ta, chứng tỏ ông ta chính là hung thủ giết chết cha tôi. Và cái ba Toan đó chính là vật chứng. Nếu như bây giờ bà không giúp được tôi sẽ tìm cách khác. Bà về đi. Chậm, con nghe má nói đã. Chậm.